Anh nói thật đấy, thằng cha đấy không phải cha dượng của em, anh đánh thùng trận. Anh có sao không? Ông có nói gì anh không? Sao thì chẳng sao, nhưng mà anh cay. Đấy là anh chạy trước, đâu được mấy nhà. Nhưng mà từ bây giờ có khi em không biết các anh đâu. Ông già ấy kiểu căng lắm, em sẽ trả tấm đi. Ôi trời ơi em ơi, bố dượng cũng phải bố trẻ đâu mà phải sợ. Anh nói thật đấy, chả có bố dượng nào thương con đâu. Nhưng bố mẹ đẻ anh ở nhà ấy, bây giờ còn chả thèm thương anh nữa. Bố anh sẽ đưa anh đi không? Nghĩ chán rồi đấy. Từ bây giờ đấy bọn anh, cuộc đời của em vui hơn hẳn luôn. Cho em ở nhà với ông già đấy, nói mãi, nhức cách ở đầu. À, bây giờ em chỉ việc cứ chơi bọn anh thôi. Một tuần học vài buổi. Em cứ nghỉ cả vậy đi chơi bọn anh. Về đến nhà, em vẫn là con ngoan trò giỏi. Tiếp như phải sợ. Chỉ sợ bọn anh trả giải đưa em đi chơi được rồi. Ủa, không biết đấy. Ôi đại ca ơi, tính giờ học thêm rồi, đừng có lên nghỉ được không anh? Thôi, học chết còn nghỉ ra sao chết là gì? Anh chăm một chút. Đúng rồi. Tao đang nghĩ cách chơi ông già bố bây giờ. Cách gì vậy đại ca? Mày còn ngu ấy, tao giờ nghĩ ra. Con đau đầu à? Bố xem nào. Bố lấy khăn cho con đi. Bố mà nóng này về mẹ lo đấy. Bố biết rồi, đợi bố một chút nhé.